Quỳnh Linh kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong bữa cơm gia đình chiều hôm nay. Hôm nay Quỳnh Linh sẽ nói về láng giềng gần quý vị nha. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Câu nói rất là quen thuộc, hàng xóm láng giềng trở thành những người bạn rất thân quen, tối lửa tắt đèn có nhau. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, mỗi gia đình chúng ta thường luôn luôn bận bịu quá nhiều cái công việc. Vấn đề xây dựng cái tình cảm hàng xóm nó trở thành nó xa xỉ đúng không quý vị? Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi vấn đề đó. Còn bây giờ Quỳnh Linh sẽ làm món thịt bò xào rau muống quý vị. Chúng ta chuẩn bị sẵn rau muống đi ha. Rồi bây giờ rau muống này là rau muống mình sắc là mấy đoạn. Thế ra mình chỉ cần trụng sơ cái rau muống này thôi. Mình trụng sơ qua cái thôi cho nó giòn giòn thôi. Thật ra là sao là gọi là phải bán bà con xa với láng giềng gần. Láng giềng gần là tối lửa tắt đèn có nhau. À, tình cảm láng giềng nó phải đậm đà, yêu thương nhau như ruột thịt mới được quý vị nha. À, chút xíu mình sẽ bàn vấn đề đó. Còn giờ để mình làm cái này cái đã. À, nước sôi mình trụng qua cái cho nó giòn giòn xíu. Chuẩn bị một cái thau đá này mình bỏ vô để cho nó còn giòn hơn nữa. Thật ra là nó muốn ăn sống được thì nó không có lo cái gì nữa. Nó sống hay là chín ở đây không có lo vấn đề đó. Đây là các loại rau gia vị không thể thiếu. Những cái loại rau gia vị nó có một cái giá trị về dinh dưỡng cũng như là giá trị hỗ trợ điều trị ha. Thí dụ như rau muống là một trong những loại rau xanh phổ biến được sử dụng hầu hết trong bữa ăn của tất cả đại gia đình Việt Nam quý vị. Trong rau muống lại có dồi dào cái vi chất sắt, đặc biệt là rau muống non. Do giàu chất xơ, rau muống hỗ trợ và điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa, đặc tính của là nhuận tràng quý vị ha. Loại rau muống này rất là lợi ích chúng ta. Mình ăn xong được trưng nó có khả năng hỗ trợ chống lại những cái bệnh tiểu đường này ha. Còn được sử dụng điều trị đái tháo đường ở phụ nữ mang thai đó quý vị ha. Rau muống có giá trị dinh dưỡng cũng khá cao. Rau muống dễ ăn, rau muống nó không có phản ứng phụ hết quý vị. Thật ra là ăn rau muống là ngàn đời nay rồi, không có gì khó hết trơn á. Cái quan trọng là có thịt bò để xào rau muống hay không thôi. Còn rau muống lúc nào cũng có. Ngày xưa người ta nói rằng là nhà nghèo quá ăn rau muống quý vị. Ăn rau muống luộc là hiểu rồi ha. Nó trời ơi, vậy là nhà nó nghèo lắm rồi, nhà nó khó khăn lắm ăn rau muống. Nhưng xin thưa với quý vị rằng ngày hôm nay nó khác xa rồi quý vị. Thử quý vị vào một cái nhà hàng năm sao, quý vị kêu một đĩa rau muống xào tỏi đi, rồi quý vị biết nó giá trị bao nhiêu. Linh đi qua Đức đó quý vị, ở một tuần lễ sao Linh thèm. Linh vô một cái quán Việt Nam, Linh kêu một cái dĩa rau muống luộc, nước canh rau muống đó, mà nó còn mắc hơn một cái gọi là một cái dĩa đồ thịt bò xào ở bên Việt Nam nữa quý vị. Nó mắc lắm. Thậm chí là mình ăn tự nhiên mình đi đâu mình thấy rau muống là mình thấy mình nhớ quê nhà đó. Rau muống là một trong những loại quen thuộc của chúng ta. Rau muống ở vùng nông thôn dễ trồng, dễ sống, trồng khắp mọi nơi và thậm chí không trồng nó cũng lên nữa, rất là dễ ăn. Nhưng rau muống sạch lại khó nha quý vị nha. Bây giờ thì trồng rau muống phải là rau muống sạch, non, xanh, ăn nó có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Bây giờ mình trở lại tin làng nghĩa xóm. Sống trong thành phố đô thị ngày nay có lẽ ít ai hiểu được đúng nghĩa về cụm từ tin làng nghĩa xóm, mà từ trước đến nay những người ở nông thôn họ sống quý vị. Thật ra nói như vậy không phải nói hết. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng những cái nơi làng xóm như những con hẻm, những cái nơi khu lao động thì họ cũng biết nhau, họ cũng yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau nhiều lắm quý vị. Nhưng có một số nơi có đôi khi quý vị biết không, nhà này ở có khi cả chục năm không biết nhà đằng kia ai ở tên gì quý vị. Nói tình làng nghĩa xóm chứ không ai biết ai hết quý vị. Thật ra là đô thị hóa rồi, người ta đi làm việc từ sáng đến chiều tối, chỉ thấy có đôi khi mình ở gần cái nhà đó mà không biết là mình thấy cái nhà đó mở cửa luôn. Mình không biết ai trong đó luôn, có mấy người trong đó luôn quý vị. Ai đi vào đó hỏi nhà mình cũng không biết nhà đó là ai luôn. Không biết là không biết. Linh ở khu của Linh á, mình biết được mấy nhà. Tại vì á, không phải là người ta không yêu thương nhau, người ta không phải không quan tâm đến tình làng nghĩa xóm, nhưng bởi vì công việc sáng sớm họ đã lên đường rồi, tối mịt thậm chí tối khuya ngủ hết họ mới về. Không có trách ai bây giờ. Nhiều khi hỏi nhà nó có ai vậy, trời ơi biết chết liền, không có cách nào biết luôn. Làm sao mà có tình làng nghĩa xóm ở đây? Thậm chí quý vị biết không, ở dưới quê á, đám giỗ, nghe đám giỗ cái là mời trói cả xóm luôn. Còn này á là
hình như cô không thấy đám giỗ luôn, vì nhiều khi người ta đóng cửa người ta đãi ăn gì trọng á, không có thấy ai hết trơn á, không bao giờ chúng ta thấy được tất cả những điều đó. Rồi bây giờ rau muống này chín này mình bỏ vô đây luôn ha, còn lá này vô là nó chín luôn, lá này ăn sống luôn mà không có cần chín, giòn tan luôn để ăn. Món này đơn giản thế mình xào nhanh vậy đó. À, mà nó còn màu chín không quý vị thấy không? Thịt bò xào lâu quá nó dai. Chúng ta cho một ít hạt tiêu này, nó thơm quý vị. Nước tương, đặt nước tương vô, ăn cơm nóng, canh chua nó ngon quý vị. Nêm một chút yêu thương, một chút lãng mạn, một chút hài hước nữa bữa cơm. Tuyệt vời ông mặt trời quý vị. Chúng ta trở lại với cái việc gọi là tình làng nghĩa xóm. Thật ra ai cũng thích có một cái hàng xóm tốt bụng. Ai cũng muốn hàng xóm như là người thân của mình. Ai cũng muốn hàng xóm là được sẻ chia, được lan tỏa năng lượng tích cực. Gia đình bắt đầu một ngày mới một cách hối hả. Sáng mình ăn sáng xong mình đi, mình ra ngoài đường, mình gặp ngay cái ông hàng xóm, cái bà hàng xóm, cái chị hàng xóm, em hàng xóm. Ô xin chào chị, chào anh, chào bác, chào em, con đi làm nha. Ô khỏe không? Trời ơi hôm nay không gặp, nay làm gì vậy, đi đâu? Ủa sao hôm qua nghe gì ầm ầm bệnh, hình như có con chó con mèo gì nó phá rầm rầm bệnh coi sao. Đó là những điều hết sức thú vị mà chúng ta luôn luôn gặp ở hàng xóm mình. Tình làng nghĩa xóm ngày nay cũng vẫn còn, nhưng để nó giống như ở những cái nông thôn, để nó trở thành những cái chuyện hàng xóm đúng nghĩa của nó thì không có quý vị. Nó không còn cái chuyện tay bắt mặt mừng, đám giỗ mời cả xóm đi ăn, đám cưới mời cả xóm đi ăn, hay là có hủ sự gì đó cả xóm đi quý vị. Thật ra trong cuộc sống hiện đại thì con người ta vẫn cởi mở với nhau, vẫn gặp nhau, vẫn tay mắt mặt mừng. Ô hàng xóm hả, trời ơi chú khỏe không, gặp con lần nhiều khi 3 tháng nữa không gặp nữa quý vị. Đó là do công việc, do cuộc sống hối hả, do rất là nhiều thứ nó chen vào tình làng nghĩa xóm. Chứ không phải là người ta không có tình làng nghĩa xóm quý vị. Tình làng nghĩa xóm nó hay lắm, nó hay vô cùng vậy đó. Thí dụ như là chú Tám, chú còn gạo cho con mượn mấy lon ơi. Cô ba có nước mắm hơn một ngọt gì con xin miếng rồi, nay con hết trơn rồi. À, chú Năm bữa nay con có nấu chè con bưng qua cho chú một tô. À, chị Hai, trời ơi bữa nay cá kho ngon lắm bưng chị miếng ăn. Ngày mốt chú Tám vừa Linh đâu rồi, bên chú nấu canh chua ngon lắm, con ăn cơm chưa? Tình làng nghĩa xóm hay vậy đó quý vị. Thực ra nói tình làng nghĩa xóm chứ nó giống như là một gia đình vậy. Linh ở vùng nông thôn đó, thật ra Linh rất thích cái điều đó quý vị. Hàng xóm hàng ngày hưởng thụ xung cái không gian xung quanh chúng ta. Hàng xóm tối lửa tắt đèn với nhau, trời ơi nhà nó có gì chạy qua liền quý vị. Ở dưới quê nghe ăn trộm một cái nhà cả làng thức dậy bắt cho bằng được ăn trộm. Những người hàng xóm yêu mến lẫn nhau, chẳng phải khi khó khăn mới đến, mà những ngày bình thường họ cũng giúp đỡ lẫn nhau. Thử tưởng tượng đi, nếu một ngày chúng ta gọi là có gì đó khẩn cấp, hàng xóm không biết, mình chạy ra la làng không ai tới. Người ta nói một câu rất là hay, xã hội càng phát triển thì cái tình làng nghĩa xóm nó tỷ lệ nghịch với cái sự phát triển của xã hội. Tình làng nghĩa xóm giúp chúng ta một cuộc sống yên bình, một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tình làng nghĩa xóm chăm chút với nhau, đó là một nét đẹp truyền thống mà chúng ta cần lưu giữ. Bây giờ cố gắng làm sao cho dù hiện đại cách mấy chúng ta vẫn giữ tình làng nghĩa xóm thì hay. Thật ra xóm Linh rất thích, chiều Linh hay bới tô cơm ra ngồi trước cửa ăn, sáng Linh hay bưng ly cà phê, ly nước ra phía trước ngồi ngoài đường á, coi có ai đi ngang không chào một tiếng, ai đi tập thể dục ngang, ôi chào chú ba, chú năm, chú tư, chú sáu, mấy đứa nhỏ chạy ngang, ô tôi cua một tèo một tí, trời ơi vui lắm quý vị. Họ đi ngang họ chào mình cái mình hạnh phúc, mình chào lại, ô hạnh phúc lắm quý vị. Linh mong muốn và Linh nghĩ rằng tất cả mọi người mong muốn tình làng nghĩa xóm vẫn giữ như thế, mãi mãi như thế, yêu thương như thế, chia sẻ như thế, nó như một khu phố, một gia đình lớn vậy quý vị ha. Đó là những gì mà hôm nay bữa cơm gia đình muốn trao đổi cùng quý vị. Chúc quý vị một buổi chiều thật vui vẻ và hãy đến ngay cạnh người hàng xóm hỏi thăm xem họ đang cần những điều gì, họ cần chia sẻ, hay hỏi tên người hàng xóm với tên gì, tới ra quay bao lâu, thậm chí là chúng ta có thể làm quen chơi những người bạn thân với nhau. Như thế chúng ta cảm giác rằng hạnh phúc lắm quý vị.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tập đoàn Sơn Hào cùng với nước mắm Hưng Thịnh Phú Quốc đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chiều mai nha. Mình đi về uống cà phê với hàng xóm đây. Xin chào. Gia đình, gia đình,